cùng Phật với chúng sanh đã cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học bừng bền, xa về khổ buồn mê chóng quay về bờ giác hàng. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Thế
tham dơ hoàng tăng viên na diệm thời tiểu thiên hóa diệm hóa hồng liên nam mô thân tượng địa bồ tát nam mô thân tượng địa bồ tát nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khai kinh kệ vô lượng thọng thâm bị diệu pháp ba thiên vàng kiếm năng tao hộ mạc à, kiếm kiếm vàng đất có trì quyền dạy nhớ lại cho thiệt tâm đắm
Yeah.
trí thắng Phật.
Di lô thanh thiện đành thế giới khổ quán mình hư không tránh tưởng Phật này. Nhân thiết nhiều thanh thiện ái văn thế giới thì là kiến hoa hóa Phật hề. Nhân đăng Phật Ê tâm đăng đệ Nam Mô Nhân thiên bảo sắc trả nghiêm quang bình chiếu thế giới thiện hóa pháp giới thịnh tràng Phật Ê tâm đảnh Nam Mô hương tạng kim cang trang nghiêm thế giới kim cang quang minh điện thịnh hồng ma Phật Thế tâm đảnh Nam Mô Diệm thân thế giới bất cả hàng phục lực nguyện năng giữ là thế giới thập phương thế giới quán xứng danh trí đăng Phật nè tâm đăng Nam Mô thủ vô cấu thiền vô cấu lao vọng thế sư tử quá minh mạng túc công đức đại hải Phật Ê tâm đảnh Nam Mô diệu hòa tràng chiếu thế giới đại trí phú hoa quang minh Phật Ê tâm đảnh Nam Mô vô lượng trang nghiêm mà giáng thác thế giới cao trí chúng chúng hoa quang minh trang nghiêm thế giới phổ mãn pháp giới tràng nhãn Phật nào.
bảo trú phổ quán trang nghiêm thế giới nhiều tuệ thường thủ Phật.
đúng thiện tu trả nghiêm thể giới quản hỷ kiến quang minh trí tuệ Phật này. Vì thế quang minh trang nghiêm chịu thế giới pháp giới phẩm tâm thiện quang Phật chế tâm đảnh nam mô vô biên sanh hình tướng thế giới vô chướng nại trí thành tựu Phật ê tâm đảnh nam mô phổ diệm văn hóa diệm thế giới bất thôi chuyện pháp luân ông Phật tâm đảnh nam mô chúng chúng bảo trá nghiêm thành tịnh luân thế giới thành tịnh sắc tướng hòa oai đức Phật ê tâm đảnh nam mô cứu cánh thiền tu thế giới vô chướng ngại nhận nhãn thiện tá kiên cổ kiên can thọ thành tựu thánh thế giới quá khứ giới trì thân quang minh Phật ê tâm đảnh đề nam mô thập phương trá nghiêm vô ê tâm đảnh
ni y tọa thành tựu thắng thế giới phòng hương quả minh công đức bảo trang niệm Phật. Ê tâm
thể giờ hướng qua minh hỷ lần kia khổ bận hà xin em nhân viên công đức để phật này nguyện được thân trang nghiêm trăm phước tương tốt trọn đầy bản thân chư phật tương tốt thì hình tất cả đều đầy đủ đệ tử và chúng sinh nguyện đều thành tất cả các tội
tất cả các thợ đều an lành đã chứng nguyện hộ pháp tướng gia hộ nam mô tiêu tài gia kiết thượng bồ tát nam mô tiêu tài gia kiết thượng bồ tát nam mô tiêu tài gia kiết thượng bồ tát nam đệ tử chúng đàng thì thuận tu thật chúng thầy niệm hà nhân gia để kính giờ phật nhị già chánh tam giờ lai tam già hoàn tu cũng dường hà tử già sám hối hiệp chướng hà hộ gia thì ấy không được hà luận già thành chuyên pháp luân hà thân già thành bậc trụ thế bát gia thường tùy bậc học cầu gia hạnh thọ chúng sanh phật gia hộ gia hội hướng hạnh đệ phật công đức thù thắng hạnh vô biên thân phước gia hồi hướng vô biên phật giới chư chúng sanh bóng vàng bộ lượng quán phật sát miền tiêu tam dương được miền não miền đất trí thời điều phổ biến tội chướng tâm tiêu trừ thế thế thượng hạnh bồ tát đạo miền sanh tây phương tịnh độ đốn ma tu phạm liên hoa vị phù mẫu hóa khai kim phật ngộ bồ sanh đã bất thôi bồ tát vĩ thành đời miền di từ ông đức ra vô cập hư nhất thiết là đừng dự dụng sanh giai công thành phật đại chúng chúng thiết vô ngã